Chào bác nhá, chào mừng các đã quay trở lại kênh em. Tiếp tục với chương trình video thì em lên nhanh bác một số mã hàng bên em, hàng vừa về xong nhá. Thì em quay trực tiếp và báo giá này. Đấy, bác nào có hàng hóa thì vui lòng liên hệ trực tiếp với em theo hai số hotline em đang để trực tiếp dưới màn hình nhá. Gọi điện trực tiếp để em tư vấn cũng như là chốt đơn hàng. Và lưu ý cho em khi mà mua hàng bên em thì hóa đơn trên 200k nhá. Hóa đơn trên 200k là các bác sẽ được miễn phí ship rồi. Và giao hàng toàn quốc luôn, nhận hàng, kiểm tra, thanh toán. Và một số lưu ý nhỏ nhỏ khi mà các bác mua hàng thì các bác đã gọi điện chốt đơn thì không nhắn tin lại, và các bác đã nhắn tin chốt đơn rồi thì không gọi điện lại, tránh tình trạng là shop lên trùng đơn. Và lưu ý xem kỹ video, xem kỹ sản phẩm, nói xem là nó hình thù rồi là kích thước số đo rồi là giá cả nó như nào trước khi chốt đơn hàng nhá. Đấy, để khi mà các bác nhận hàng rồi các bác kiểm tra hàng đấy nó dễ giải quyết. Đấy, thì mình cứ xem kỹ video đây, xem kỹ về phần giá cả đi, xem nó rõ ràng nha. Bên em quay rất rõ trên video rồi. Đấy, các bác cùng xem kỹ video nhá trước khi chốt đơn. Rồi, sản phẩm đầu tiên thì em lên luôn các mã hàng đó là cái lô hàng sáp thơm này. Lên mã em sẽ là cái lọ sáp thơm nhá. Đấy, các bác muốn thơm phòng, thơm nhà này thì các bác mua trong cái lọ này về các bác dùng, các bác để vào. Đấy, thơm phòng, thơm nhà. Đấy, để trong phòng khách, phòng ngủ rồi là nhà vệ sinh, nhà tắm. Những cái chỗ nào cần thơm là các bác cứ để cái lọ này vào xem. Nó là lọ sáp thơm. Lên mã em sẽ là lọ sáp thơm nhá. Bên em đang bán một lọ sáp thơm này giá sẽ là 20k nhá. 20.000 cho một cái lọ sáp thơm nha. À, dạng này nó là dạng sáp khô nhá. Đây, nó là dạng sáp khô. Đó, đây em bóc ra xem này. Dạng sáp khô nên là nó dùng nó được rất là lâu. Đấy, nó không như những cái dòng sáp nước hoặc là dạng kia đây, sáp nó cả một cái cục sáp rất là to nha này. Đó thì khi mà dùng thì có nó được lâu. Đấy, về dùng rất là dễ, nó có chỉ việc bóc trong cái này ra, sau đó là các bác lại đậy cái nắp này vào. Đấy, và bắt đầu là cái mùi hương bắt đầu là từ từ nó bốc, nó bắt đầu là nó bay ra. Đấy, thì các bác để những chỗ nào cần thơm các bác để vào trong nhá, rất là hay. 20.000 luôn nhá, 20k một cái lọ sáp thơm này nhá, 20k một lọ này. Lên mã em sẽ là sáp thơm phòng, thơm nhà, 20k một lọ. Và tiếp theo thì em lên luôn đó, mã hàng đó là cái bộ dây câu bình này. Đấy, bộ dây câu bình, các bác nào đi ô tô thì nên có một cái bộ như này. Nhiều khi ví dụ các bác có bị chết máy mà các bác ví dụ như là không thể đề được ấy, thì các bác nhờ một cái xe bên cạnh mình có thể là câu thì cái bình ắc quy của người ta sang cái bình của mình, sau đó là các bác đề máy cho nó nổ nhá. Rồi là nói chung là trong những cái trường hợp mà xấu nhất mình có thể xảy ra thì những cái này, những cái món đồ trên xe ô tô này rất là ok này. Đấy, hỗ trợ bác rất là tốt này. Đấy, đây là cái này là cái bộ dây câu bình nhá. Bộ này thì hàng của Đức ạ, hàng của Đức, hàng của thương hiệu Butter Cable nhá. Con này cái công suất của nó sẽ là 2000 ampe. Đấy, 2000 ampe, các bác sử dụng ô tô, những ô tô đời cũ đời mới là dùng thoải mái luôn đó. Và bộ này sẽ gồm có là hai dây, một dây đen và một dây đỏ để các bác phân biệt hai đường âm dương này, và hai đầu dây thì đều có là phần cạp luôn nhá. Đấy, đây là hai cái đầu cạp ở đằng này này, còn đằng này là hai đầu cạp này. Đấy, để các bác câu từ cái bình nọ sang bình kia cho em, rất ok. Dây thì sẽ là dây 100% sẽ là dây lõi đồng đây. Các bác xem luôn, dây sẽ là 100% dây lõi đồng nhá. Đấy, coi như dây lõi đồng rất to nhá. Đấy, dây lõi đồng vàng chóe rất to luôn này. Đấy, phần cạp cũng rất là chắc chắn luôn. Toàn bộ đều được bọc cách điện cao su đó. Vừa chống trơn trượt vừa bọc cách điện này. Và bộ này thì sẽ gồm có là hai dây, và mỗi dây mỗi một dây dài sẽ là 3 mét nhá. Đấy, mỗi một dây này dài là tổng là 3 mét một dây này. Đấy, hai dây sẽ là 6 mét nhá. Đấy, và em báo giá luôn. Lên mã em sẽ là cái bộ dây câu bình nhá. Đấy, bộ dây câu bình. Giá của nó sẽ là đi 170.000 một bộ nhá. Đấy, 170k một cái bộ dây câu bình như này. 170k này. Lên mã em sẽ là cái bộ dây câu bình nhá. 170k. Đấy, 170.000 nhá. Đó, dây câu bình 170.000, hàng của Butter Cable nhá. À, cái công suất sẽ là 2000 ampe. Đó, rất ok, sử dụng các bác câu bình câu biết các thứ này. Rồi là câu điện cũng rất là hay. Rồi, em qua những cái mã sản phẩm tiếp theo. Sản phẩm táo khô hàng của Hàn Quốc, bên shop tiếp tục hàng về nhá. Đấy, dòng táo khô hàng hàng to, hàng loại 1 luôn này, hàng to là 1, bên em đang bán giá một cái túi táo khô này là bao tiền nhỉ? 80.000 nhá, 80.000 thôi. Giá thì có 80k dễ mua này. Đấy. Các bác cái này mua về các bác có thể là sấy khô rồi mà, về thì các bác có thể sử dụng ăn trực tiếp là một này, thứ hai là mình có thể là mua về ngâm rượu này. Còn thứ ba các bác mua về để các bác hầm, ví dụ như là các bác trưng với yến này. Hầm với lại gà kia các thứ là những cái ví dụ chân giò đó. Nói chung là cái sản phẩm táo khô rất là tốt cho sức khỏe nhá. Đấy, đặc biệt là các bác nào bị cao huyết áp, tiểu đường thứ là ăn rất là tốt cho sức khỏe luôn. Nó chứa rất là nhiều những chất dinh dưỡng cũng như là hỗ trợ về chức năng của sức khỏe của mình nhá, rất là hay luôn.
một túi này khoảng tầm 1 cân nhá. Đấy, và hàng bên em sẽ là hàng loại to, hàng loại một quả rất là to, không như những cái dòng thông thường thị trường đang bán. Đây các bạn nhìn này, quả cực kỳ to luôn, quả nó bự, nó to lắm. Đấy, nếu mà bình thường ấy, một cái quả này mà người ta chưa phơi nó rất là to, à, chưa sấy khô nó rất là to luôn, mà đây khi mà nó đã sấy khô mà nó teo mà nó vẫn còn to này, các bác biết là quả hàng loại một nó nhiều rồi, quả rất là to luôn này, xịn. Còn thị trường đang bán cái quả nó chỉ bé bằng cái đầu ngón tay thôi. Đấy, bên em quả rất là to, hàng cực kỳ chất lượng luôn nhá. Đó, 80.000 một bịch nhá, 80k một bịch, lên mã em sẽ sản phẩm là táo khô nhá. Đấy, đặc biệt là về các bác nào bác trai ấy, về ngâm rượu cho em uống cực kỳ tốt luôn, và uống rất là êm, dễ uống. Cái này anh em ngâm rượu em biết em uống rồi mà, uống êm dễ uống lắm, mà ngâm nó dễ ngâm, chỉ được thả vào sau đó là ngâm với rượu là xong. Đó, 80.000 một bịch táo khô Hàn Quốc nhá. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn các bác, hàng đó là cái bọc thức ăn này, nên mẹ em sẽ cái bọc thức ăn, cái này về dùng hài lắm này, các bác mua về để các bác bọc những cái đĩa thức ăn thì mình các bác bảo quản này, bọc vào cho nó đỡ bị bụi bặm này, ruồi bâu các thứ này, côn trùng côn trước nó vào mất vệ sinh này, các bác mua về nhá. Một cái bọc này là 100 cái chiếc nhỏ này nhá. Thì đây, nó là một cái túi như này, nó có những cái phần thun nhá, các bác về kéo ra sau đó các bọc cái đĩa thức ăn nhà mình. Đấy, rất là kín đáo luôn và rất là đẹp, và dùng rất là tiện. Các bác dùng những cái màng bọc kia đôi khi là các bác cứ phải cắt kiếc nó bằng nhằng, cái này cứ cầm một cái là các bác bọc vào xong, và nó rất là dày dặn chắc chắn, mình có thể là tái sử dụng được nhiều lần nhá. Đấy, ví dụ lần sau mình có thể bọc sang cái khác cũng được, rất ok. Một túi này là 100 chiếc nhá, một túi là 100 chiếc bọc thoải mái luôn đi. Đấy, và giá thì cực kỳ hạt rẻ luôn. Đấy, các bác bỏ ra cho em là chỉ có 20k thôi, 20.000 nhá. Lên mã em sẽ là túi bọc thức ăn, giá hiện tại em đang bán một cái túi bọc thức ăn này sẽ là 20k một túi nhá, 20k một túi này. Đấy, túi bọc thức ăn nhá, 20.000 một cái túi bọc thức ăn nha. Đấy, dùng rất là tiện. Đây, các bác cùng xem thực tế một cái video về sản phẩm này. Đây, các bác cùng xem đây. Đó, bình thường là các bác để không này. Đấy, các bác lấy cái này các bác bọc vào nhá, rất là tiện, kín đáo, sạch sẽ này. Đó, thấy không, bọc vào những cái đĩa, cái bát, các thứ này. Đấy, khay khiếc ok luôn nhá. Đấy, rất tiện dụng nhá. Sau đó các bác có thể là bảo quản trong tủ lạnh hoặc để ở ngoài. Đấy, đôi khi bác dùng những cái màng co thứ này, dùng nó bất tiện lắm, dùng cái túi này tiện mà, hay cực kỳ luôn. Đó, một túi này là 100 túi các bác nhá, 100 chiếc về dùng thoải mái luôn đi. Đó, giá sẽ bên em đang bán một cái túi này là 20k một bịch nhá, 20k một bịch các bác nhá. Rồi, sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn đấy, các hàng đó là cái bộ mũi khoan đa năng, lên mã em sẽ là cái bộ mũi khoan đa năng nhá. Bộ này thì rất là hay về các bác khoan đa năng, khoan sắt, khoan gạch men, khoan các kiểu các loại luôn. Đấy, nó là dạng đầu tên lửa nhé. Đấy, nó như không như cái dòng mũi thông thường các bác mua ngoài thị trường ấy, là cái phần đầu của nó kiểu dạng tù, nên khi mà các bác khoan nó rất hay bị trượt mũi này. Rồi là đặc biệt ví dụ các bác khoan gạch men ấy, các thứ giờ mà khoan cái đầu mũi mà nó không vào ngọt này là rất là dễ bị vỡ nhá. Đó, đây các bác chuyển sang khoan luôn cho em cái bộ mũi này, các bác bỏ ra cho em là 130.000 sở hữu cho em cái bộ mũi khoan đa năng như này, sẽ gồm có là 1, 2, 3, 4, 5 mũi nhá. Đấy, bộ này sẽ gồm có cho bác là 2 mũi 6 này, 2 mũi 6 này, 1 mũi 8 này, 1 mũi 10 và 1 mũi 12. Đấy, toàn những cái kích cỡ phổ thông thôi các bác dùng gia đình này, hoặc là anh em thợ thuyền dùng sửa chữa gia đình thì rất ok. Đấy, đây sẽ gồm có là đi 2 mũi 6 nhá, 6 này 8 này, 10 này và 12 nhá. Đấy, một bộ sẽ gồm có cho bác là tổng là 5 mũi nhá, 5 mũi. Và bên em đang bán một bộ mũi khoan đa năng như này, lên mã em sẽ là mũi khoan đa năng, giá sẽ là 130.000 bộ thôi. Đấy, 130.000 bộ nhá. Đầu của nó sẽ là đầu tên lửa nhá. Đầu sẽ là đầu tên lửa nha. Đấy, về các bác khoan rất là ngọt. Đấy, không như dòng mũi thông thường các bác khoan nó trượt mũi. Cái dòng này các bác khoan, ví dụ các bác khoan gạch men thì các bác cứ nhấp vào từ từ cho em nó vào ngọt lắm. Đấy, khoan từ từ nó vào ngọt dã man luôn, khoan cực kỳ thích, khoan dễ khoan lắm. Khoan gạch, khoan bê tông rồi là các bác khoan gỗ, rồi là khoan sắt, khoan kính các thứ cho em ok luôn nhá. Đó, khoan đa năng các kiểu các loại mà. Đó, 5 mũi nha, 130.000 bộ mũi khoan đa năng, 5 mũi nha, 2 mũi 6, 1 mũi 8, 1 mũi 10 và 1 mũi 12, 130.000 một bộ. Vâng, tí nữa chào bác nha, chào mừng các bác đã quay trở lại kênh nha. Tiếp tục với chương trình video thì em lên nhanh với bác một số mã hàng bên em hàng vừa về xong nhá. Em quay trực tiếp và báo giá luôn này. Ở bác nào có nhu cầu hóa thì vui lòng liên hệ trực tiếp theo hai số line em đang ghi trực tiếp ở trên màn hình nhá. Gọi điện theo hai số line bên dưới màn hình này để em tư vấn cũng như là chốt đơn. Và lưu ý em là hóa đơn trên 200k nhé, hóa đơn trên 200k là các bác sẽ được miễn phí ship, ngoài ra thì giao hàng toàn quốc luôn, nhận hàng được kiểm tra hàng và thanh toán nó. Rồi em sẽ đi vào những cái sản phẩm đầu tiên trong cái video này. Và một cái lưu ý nhỏ, khi mà các bác mua hàng thì các bác nhớ xem kỹ video, xem kỹ sản phẩm trước khi mua hàng đấy, để khi mà các bác nhận hàng thì
sẽ dễ trong việc là xử lý, là có thắc mắc gì thì khi mà nhận hàng thì giải quyết nó một cách nhanh chóng dễ nhất nhá. Thì các bác nhớ xem là xem kỹ mặt hàng, xem kỹ sản phẩm cũng như là xem kỹ giá cả sản phẩm trước khi mua hàng nhá. Sản phẩm tiếp theo đi em lên luôn đó, mã hàng đó là cái cây gắp mắt dứa này, lên mã em sẽ là cái gắp mắt dứa, gắp mắt thơm nhá. Mình em đang bán một cái cây gắp mắt dứa này, giá sẽ là 15.000 một cây thôi. Đấy, 15k. Về các bác dùng để gắp mắt dứa, gắp mắt thơm rất là tiện, 15.000 một cây. Đấy, inox 304. Dùng rất là hay, thì về khi mà việc các bác chỉ việc là cầm như này, đấy, sau đó các bác chọc với cái mắt dưới, các bác cầm nó xoáy cái giật ra rất là ok, gấp nó ra nó nhanh lắm mà tiện lắm đấy, mà quả dứa nhìn nó đẹp dã man luôn. 15.000 một cây nhá, 15.000 một cây này, sắc bén mà dễ sử dụng nhá. Đây các bác cùng xem thực tế về cái sản phẩm, đây cái chị này chị dùng này đấy, đây không? Đây gấp rất là ngon này, gấp đồ đấy luôn này, mắt nào ra mà đấy luôn nhá. Đây là người ta gấp kia là người ta gấp rất là nhanh đấy. Còn khi về các bác mới gấp thì có thể là chưa quen, như đây đấy, gấp nhanh, gấp rất là ngọt luôn này. Đấy, thực tế về sản phẩm đang dùng luôn nhá. Dùng thích lắm. Đó. 15k một chiếc nhá nhá. 15.000 cho một kia chiếc gắp mặt dứa nhá. Rồi sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn các mã hàng đó là cái bộ ví hồng này. Lên mã em sẽ cái bộ ví hồng nhá. Bộ này thì sẽ gồm rất nhiều những cái chi tiết trong này này. Đấy, bấm móng tay này, rồi là lấy dây tai, rồi là nặn mụn các kiểu này. Cái này về dùng cho chị em phụ nữ là ok này, hoặc là đàn ông rồi là phụ nữ dùng hết luôn. Nói chung là bộ này dùng cho cả gia đình nhà mình. Đấy, bấm móng tay này, rồi là lấy dây tai này, nặn mụn này, rồi là có kìm kéo cắt da chết rất ok nhá, đầy đủ luôn. Đấy, bộ này làm neo làm móng rất ok. Đấy, cho đàn ông, đàn bà, trẻ con, người lớn dùng hết luôn. Đấy, người già trẻ nhỏ dùng hết. Nói chung là bộ này dùng cả nhà nhá, dùng đa năng dùng cả nhà. Bộ thì đựng trong một cái bao da rất đẹp, bao da màu hồng rất là xịn luôn. Đấy, các bác mua về, các bác nam mua về tặng các bác gái thì mình cũng được, một cái món quà rất là ý nghĩa này, rất ok. Đó, báo giá luôn nhá. Lên mã em sẽ là cái bộ ví hồng. Đấy, màu hồng rất là đẹp, nhìn nó đáng yêu và nhìn nó trẻ trung ạ, đẹp, chất lượng, sắc bén lắm. Đấy, cắt móng cực kỳ ngọt luôn. Giá thì cực kỳ hợp lý. Các bác chỉ cần bỏ ra cho em là 60k thôi. Lên mã em sẽ là cái bộ ví hồng nhá, bộ ví hồng. Bên em đang bán giá của nó sẽ là đi 60k một bộ nhá. Đấy, 60.000 một cái bộ ví hồng này. Giá đợt này đang gọi là giá siêu hạt rẻ luôn nhá. Siêu hạt rẻ luôn đấy, chỉ có 60.000 cho một cái bộ ví hồng này thôi. Đó. Kìm cắt các kiểu này, rồi là bấm móng tay, mài rũa, lấy dây tai, nặn mụn các kiểu luôn. 60.000 một bộ ví hồng nhá em nhá. Ví hồng. Đấy, bộ ví hồng 60k. Giá hạt rẻ rất dễ mua. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn đó các mã hàng đó là cái giá đỡ điện thoại, lên mã sẽ là cái giá đỡ điện thoại nhá. Cái giá đỡ điện thoại này dùng hai này. Đó, nó đợt này nó về cái lô này, cái chân của nó bằng đế kim loại nhá, nó không phải từ những cái dạng nhựa thông thường. Nhựa nó đôi khi mà các bác để nó bị nhẹ quá nó bị bỏng lên, nó bị điện thoại nhiều, bây giờ điện thoại nhiều điện thoại to mà. Nó nhẹ quá nó sẽ bị bỏng cái đế lên, nhưng con đế bằng kim loại luôn. Đó đây. Rất là nặng nhá. Đấy, đế cực kỳ nặng luôn này. Đó, và cái con này rất là hay là nó có thể là xoay cho em 360 độ này, xoay hình tròn, xoay 360 độ luôn. Rồi là vì khi mà sử dụng bác đó, mở cái này ra. Đấy, sau đó là các bác mở cái này ra, sau đó là các bác để điện thoại vào đây và các bác sử dụng thôi. Con này có thể là kéo lên cho xuống, kéo lên cho xuống rất tiện nha. Kéo lên cho xuống này. Các bác con này chắc lắm. Các bác để điện thoại to nhỏ, iPad, iPad vào đây cho em ok luôn. Đấy, giá đỡ điện thoại nhá. Em báo giá luôn. Bên em đang bán giá sẽ là đi 50.000 một cây nhá. 50k. Giá đỡ điện thoại nhá. Đó, 50k một chiếc giá đỡ điện thoại này, chân đế kim loại nhá nhá. Chân đế bằng kim loại luôn. Đấy, chân đế bằng kim loại luôn, chắc chắn. Chất lượng. 50.000 một chiếc nhá. 50k một chiếc này. Đây, đấy em sẽ để bác xem thử điện thoại ở đây này. Đây bác nhá, các bác có thể là để điện thoại ngang này, để điện thoại đứng lên này. Đấy, ngang đứng được hết luôn. Và ngoài ra cái con này rất là hay là đằng sau ở bên dưới cái khe nó có để chống này, để khi mà sử dụng, ví dụ các bác có hết pin thì các bác vẫn có thể cắm được sạc. Đấy, mà mình vẫn có thể để trên giá điện thoại được nhá. Nó có một để một trường cái lỗ này. Đấy, để các bác vẫn có thể cắm được sạc điện thoại nhá. Đấy, để ngang ra hoặc là các bác để đứng lên như này đều ok luôn. Đó, 50k một chiếc quá nhá. 50.000 cho một chiếc giá đỡ điện thoại chân đế bằng kim loại nhá. Chân đế bằng kim loại 50.000 một chiếc. Cái này là thuốc bôi bọ cạp này, về cho bác nào đau xương khớp này, đau nhức xương khớp, đau người ngậm các thứ này, bôi ok lắm. Đó, một típ này là 20g. Nó chiết xuất từ ví dụ như là bọ cạp rồi là những cái con động vật này. Đấy, chiết xuất từ những con động vật này dùng ok lắm. Đó, về để chuyên trị bác nào đang đau người ngậm, đau xương khớp, bôi cực kỳ nhạy luôn nhá. Một típ là 20g. Đó, một típ là 20g, nó là dạng kem bôi. Thì về thì các bác cứ sử dụng thôi. Đấy, về cứ thế các bác dùng này, các bác bôi vào cho em rất ok. Một típ 20g. Đấy, đây.
thuốc bôi bọ cạp nhá, lên mã em sẽ là cái thuốc bôi bọ cạp. Bên em đang bán một cái típ thuốc bôi bọ cạp như này, giá sẽ là đi 30.000 một típ nhá. 30.000 một típ, bôi nhạy lắm, cái này em bán nhiều cực kỳ nhiều rồi. Đấy, bọ cạp. Đấy, thuốc bôi bọ cạp nhá. 30.000 cho một cái típ thuốc bôi bọ cạp nha. Chị đau nhức xương khớp, đau người ngậm cái thứ này. Đau. Băng keo điện thì bên em vẫn còn hàng này phục vụ nhá. Lên mã em sẽ là băng keo điện này. Hàng này thì dùng cho các bác thợ thuyền này. Anh em mà dùng thợ thuyền này, dùng sản phẩm này, dùng nó rất là giá là hạt rẻ mà nó kinh tế này, dùng giá nó hợp lý. Bên em đang bán lẻ theo quận và bán theo ký nhá. Đấy, nếu có mua nhu cầu mua nhiều mua theo ký thì bên em đang bán lẻ 1 ký 1 kg băng keo thì giá sẽ là 80.000 nhá, 80.000. Đấy. Còn nếu các bác lấy lẻ một cuộn thì giá sẽ là 10.000 nhá. Bác nào dùng ít thì lấy một cuộn thì giá sẽ là 10.000, lẻ là 10.000 một cuộn nhá. Còn nếu mà lấy cả cân, cả ký thì sẽ là 80.000. Hàng này thì bên em sẽ bốc xô cho bác lẫn lộn nhá. Đợt này thì nó chủ yếu là nhiều màu đen, chủ yếu là nhiều màu đen. Đấy. Giá sẽ là 80.000 một cuộn, hàng bốc xô lẫn lộn nhá. Nó bốc xô thì nó sẽ có cuộn to, cuộn nhỏ, cuộn mỏng, cuộn dày. Đấy, lẫn lộn các bạn. Về bên em mua thì cũng là mua xô rồi. Đấy, bán xô bác luôn. 80.000 một cuộn nhá. Giá hạt rẻ hợp lý đó. Hàng thì siêu dính, siêu dai và dùng thì yên tâm đi. Em đảm bảo là các bác dùng cái băng keo này các bác nghiện luôn, dùng sang băng keo khác chán ngay, dùng cái này nghiện, dùng thích lắm, dai và nó dính mà nó mỏng, dùng thích cực kỳ luôn. Đó. Bán lẻ 80.000 một ký nhá, còn nếu các bác mua lẻ một cuộn thì sẽ là 10.000 một cuộn nhá, 10.000 một cuộn. Bóng đèn 3W bên số hàng tiếp tục về vũ nhá, lên mã em sẽ là cái bóng đèn 3W này. Cái bóng đèn này rất là hay. Đấy, nó công suất nó rất là nhỏ, nó chỉ có 3W thôi. Sử dụng điện 220 và cái đuôi của nó sẽ là đuôi xoáy nhá. Đấy, và ánh sáng sẽ ánh sáng màu trắng, nó là dòng bóng LED siêu sáng và tiết kiệm điện. Đấy, các bác có thể là dùng ví dụ như là mình dùng có thể là thắp ở đường đi lối lại này, ánh sáng kiểu dạng nó vừa đủ để sử dụng mà nó không bị quá tốn điện này, rồi các bác dùng làm đèn ngủ này, dùng làm ánh sáng thắp qua đêm như kiểu đèn chống trộm ấy cũng rất là hay. Đấy, rất là ok luôn. Giá thì em đang bán một cái quả bóng đèn 3W này chỉ có 10.000 thôi. Đấy, về các bác mua về sử dụng gia đình này, các thứ rất ok. 10.000 một quả nhá, bóng đèn 3W, giá sẽ là 10.000 một quả bóng đèn 3W như này, 10.000. Hoặc là em hay bán cho nhiều bác là hay ở những cái quán cà phê ấy, hay các bác hay dùng cái bóng này để trang trí này, vì công suất nó nhỏ mà. Đấy, 10.000 một quả bóng đèn 3W nhá, dùng hay lắm. Tiếp theo này cũng là một cái sản phẩm về để các bác trang trí Noel này. Đấy, bác nào mà nhà cửa muốn trang hoàng lộng lẫy trong cái dịp Noel thì các bác Giáng sinh thì các bác mua cho em cái bộ nháy này về. Đấy, bộ nháy này thì giá nó cực kỳ hạt rẻ mà rất là đẹp luôn. Đấy, đấy là cái bộ nháy kim cương nhá, bộ nháy kim cương. Đây. Đấy, cái bộ nháy kim cương này rất đẹp luôn. Bộ này thì chiều dài của nó là vào là 40m nhá, 40m, có cả cái phần cục điều chỉnh các chế độ nháy này. Cắm trực tiếp vào điện 220 là các bác xài cho em thôi, rất ok. Đấy, đèn LED nó khá là đẹp và cực kỳ sáng nhá. Đấy, khá đẹp cực kỳ sáng luôn. Rất nhiều màu sắc khác nhau và có các chế độ này. Đấy, các chế độ luôn. Dài là 40m nhá, dài là 40m nên là các bác răng những cái không gian rộng. Đấy, không gian rộng. Cần nhiều bóng nháy thì các bác mua cho em cái bộ này về. Mà giá của nó thì cực kỳ là bình dân và rẻ luôn. Giá của nó thì hiện tại bên em đang gửi bác một cái bộ này với giá sẽ là đi 70.000 một bộ nhá, 70.000 bộ này. Cứ lên mã giúp em sẽ là sản phẩm là nháy kim cương nhá, nháy kim cương. Đấy, đèn nháy kim cương hoặc là dây nháy kim cương. Dài 40m nhá. Dài 40m, em nhắc lại lần nữa là dài 40m luôn, rất là dài đấy. Đấy, 40m rất là dài. Giá của nó sẽ là 70.000 nhá, 70.000 một bộ này. Đấy, 70.000 cho một cái bộ đèn nháy kim cương dài 40m nha, có cả một cái cục điều khiển ở đây luôn. Đấy, về các bác cứ cắm trực tiếp vào nguồn 220, điện 220 là các bác xài thôi. Đấy, nó đã cuộn sẵn này rồi thì về các bác gỡ ra nó rất là dễ. Đấy, cuộn sẵn này về các bác gỡ ra dễ. Đây là cái phần nháy nó này, nó là dạng kim cương này các bác nhỉ. Đấy, nó dạng kim cương nhá. Đấy, nên em lên luôn mã sẽ là nháy kim cương dài 40m nhá. Giá đang gửi bác một cái cuộn nháy dài 40m này là 70.000 một cuộn nhá, 70.000 một cuộn. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác cái hàng đó là cái phích cắm diệt, báo giá bác luôn này. Đang bán bác là 10.000 cho một cái cây phích cắm diệt này, 10.000 một chiếc nhá. Đấy, nó là phích cắm chân diệt để về chuyên để các bác cắm vào cái những cái ổ điện Nhật nhá. Ổ điện Nhật là người ta hay dùng chân diệt nên là các bác đôi khi được các bác mua ngoài trường ấy là nó hầu như toàn chân tròn thôi. Mà Việt Nam bây giờ cũng hầu như phổ thông toàn chân tròn. Đôi khi rất là khó kiếm. Đây thì các bác mua cho em cái phích này về, các bác cắm vào chuyên vào cắm ổ điện Nhật này. Đó. Con này là dòng phích chống va đập chống vỡ rất là tốt nhá. Giá thì hạt rẻ bình dân chỉ có 10.000 thôi. Đấy. Chân của nó sẽ là chân đồng, cực kỳ chắc chắn luôn. Về các bác xoáy cho em cái đốc ra, mở cái nắp ra, đấu cái dây vào là xong. Đấy, đấu dây vào là xài thôi. Đó, phích cắm chân diệt nhá. 10.000 cho một chiếc phích cắm chân diệt này. Đấy, phích cắm chống va đập nhá, chống vỡ, chống cháy. Đó, giá hạt rẻ mà sản phẩm dùng ok lắm.
Đấy, cắm nó chắc chắn mà không bị mô ve, không đánh lửa thứ gì nhá. Hàng chân đồng tiếp điểm tốt, 10.000 các bác nhá. 10k một chiếc thôi. Đấy, các bác nào bữa trước chưa chốt được thì hôm nay tranh thủ chốt luôn nhá. Phích cắm chân dẹt nhá. Đang gửi bác giá sẽ là 10.000 cho một chiếc phích cắm chân dẹt nha. Shop tiếp tục về mã hàng đó là dòng ghế xếp nhá, ghế xếp ghế câu này. Dùng để các bác đi câu đi kẹo được, các bác sử dụng mang đi du lịch, đi chơi, đi picnic này, dã ngoại này, rồi đi câu rất ok nhá. Đây, bình thường thì nó sẽ xếp gọn vào như này. Đấy, còn không thì khi bác mở ra này, đó là thành một chiếc ghế rất là to nhá. Hàng này thì là hàng bãi Nhật nhưng mà là hàng bãi mới nhá, hàng bãi mới. Đây. Hàng made in Japan. Đó. Con này thì phần khung của nó sẽ là khung thép nhá, khung thép sơn tĩnh điện. Đấy, khung thép sơn tĩnh điện này, khung rất là dày nhá, khung thép dày lắm. Có phần đế chân chống trơn trượt này. Đấy, toàn bộ đều có đế chân hết luôn nhá. Bốn đế đều có đế chân luôn. Đấy, đinh tán, ốc các thứ đầy đủ ngon lành xịn sò luôn. Và đây là dòng vải dù nhá. Đấy. Phần ghế thì phần bạt ghế thì sẽ là vải dù và vải dù hai lớp luôn. Vải dù hai lớp các bác ngồi rất là thích, ngồi cực kỳ chắc. Đây con nhìn này. Những cái phần đường kim mũi chỉ khâu rất là cẩn thận này. Đây những cái phần bo góc này các bác nhìn này. Đấy, để khi mà các bác ngồi là nó không bị rách góc hay nhiều cả, nó bo góc rất là cẩn thận luôn. Nói chung là hàng Nhật người ta làm rất là chi tiết cẩn thận. Hàng của Made in Japan cho em nhá. Đó. Ghế câu. Và khi mà các bác mua hàng thì sẽ có tặng kèm luôn bác là một cái túi đựng nha. Đấy thì có các bác có thể là xách đi mang lại này. Đấy các bác cấp gọn và các bác bỏ vào túi nhá. Đây em sẽ đo về cái phần kích thước của cái ghế này nhá. Các bác cùng xem này. Đây bây giờ em sẽ đo này. Con này thì phần tổng chiều cao ghế của nó vào là đi 60 nhá. Tổng chiều cao ghế là 60. Đó. Phần cái phần bản rộng ghế sẽ là đi 35 này. Đấy 35 nhân 35 nhá. Đấy bản rộng và bản sâu ghế là 35. Các bác ngồi rất là vuông chân. Đấy ngồi rất là vuông chân, một con ghế rất là đẹp chắc chắn lắm. Cái này thì bán nhiều rồi. Bữa trước thì đang bán cháy hàng luôn thì hôm nay là những bác nào mà hiện tại là bữa trước mà chưa chốt được thì các bác tranh thủ chốt luôn. Giá thì bên em vẫn đang rất là bình ổn giá cho bác nhá. Và em báo giá luôn, lên mã em sẽ là sản phẩm là ghế câu, ghế xếp nhá. Thì bên em đang bán một chiếc ghế câu, ghế xếp này có giá sẽ là đi 150k nhá, 150k. Đấy. Lên mã em sẽ là ghế câu này, ghế câu. Ghế câu này. Ghế câu nhá. 150.000 một cây. Đấy 150k một cây. Giá này gọi là giá bao giá thị trường luôn đấy, mà lại còn hàng của Nhật luôn, xịn sò ngon lành này. Giá cực kỳ tốt, giá là chỉ 150k một cây thôi. Dùng rất ok, ghế rất đẹp luôn nhá. 150.000 một chiếc nhá cô nhá. Đấy, nhanh tay chốt đơn vào việc luôn. Về các bác ngồi để mình đi câu đi kẹo đi du lịch rồi đi cà phê cà pháo, các bác ngồi rất là vuông chân nhá. Đây cô nhá, đây là người mẫu như em đang ngồi này. Đấy, ngồi rất là vuông chân này, thoải mái này. Đấy, chân vuông chữ điền ngon lành cành đào luôn nhá. Đó, ngồi chắc dặn dặn mấy phát nào. Mấy phát nào. Đấy, có thấy không? Nó thiết kế sợi vải bố này chắc lắm. Các bác ngồi cứ dặn thoải mái, con này người còn tầm 70-80 cân lên cho em là cứ thoải cái mái đi. Đó. Đây các bác cùng xem thực tế về sản phẩm này. Đấy đây, test thực tế sản phẩm luôn nhá. Đó, ghế rất là ngon luôn này. Xịn sò đấy, chắc chắn không? Đây các bác nhìn ông này rất là béo này. Đó, ngồi thoải mái luôn. À đây, có mấy chi tiết nữa là bên hông nó có một cái túi nhá. Đây các bác cùng xem một cái túi này. Đấy là các bác có thể để đồ nhá. Đấy, các bác có thể để đồ, để đạc vào. Đó, thấy cái túi bên hông không? Đây em sẽ quay luôn cho bác cái túi bên hông này. Đây, em quên không giới thiệu luôn. Đây là cái túi bên hông nhá. Đó là nó có một cái túi bên hông luôn để các bác có thể là khi mà mình ngồi mình có đồ đạc gì mình để luôn vào đây. Đấy điện thoại rồi là bao thuốc hay các thứ những cái đồ đạc nhà mình. Đó, mình để vào nhá. Hàng Made in Japan cho em luôn, rất đẹp nhá. Ghế cực kỳ đẹp luôn đấy, dạng vải bố có thể là gấp gọn vào. 150.000 một cây nhá. Hàng số lượng có hạn đấy. Vì bữa trước là nhiều bác chốt rồi cũng lại trượt đấy, thì lần này các bác yên tâm đi, số lượng ít lắm, không có nhiều đâu ạ. Nó chắc là vài chục chiếc thôi. Nên là các bác nhanh tranh thủ chốt luôn nhá. Ghế câu 150.000 một cây ghế câu nhá.